Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề đầu tiên. Thì thưa các anh chị, cái việc đầu tiên chúng ta phải bàn về nhân sự của tinh đặc. Nếu chúng ta không hiểu được là cái tư tưởng trong quản trị nhân sự, tư tưởng về mặt quản trị nhân sự, nếu không hiểu được cái tư tưởng này thì mọi thứ chúng ta làm nhân sự là đều vô nghĩa. Vậy tại sao trong doanh nghiệp phải có bộ phận nhân sự? Bắt đầu bằng cái tư duy đầu tiên nhé, cho dù mình làm kinh doanh hay là mình làm về mặt tài chính, hay là mình làm chủ doanh nghiệp, hay là mình làm CEO, thì bắt buộc mình phải đặt câu hỏi là tại sao trong doanh nghiệp lại có cái bộ phận quản trị nhân sự này. Và rất nhiều anh trả lời nó rất là lung tung. Có bộ phận quản trị nhân sự để người ta tuyển dụng cho mình, không phải. Có bộ phận nhân sự để người ta trả lương cho mình cũng không phải. Nó chỉ là một cành lá trong cái tổng thể hệ thống tư tưởng mà thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta sang cái phần tư tưởng quản trị nhân sự. Vậy trong doanh nghiệp, mục tiêu của chúng ta là chúng ta có được nhân sự, và từ cái nhân sự này chúng ta kinh doanh được lợi nhuận trên nhân sự. Trước nay các anh chị hay tập trung vào lợi nhuận trên hàng hóa nhé, nhưng mà bản chất cái người làm nhân sự, cái ông làm kinh doanh nhé, thì ông phải tính được cái lợi nhuận mà gộp trừ đi chi phí, nó gọi là lợi nhuận mà sau cái chi phí trực tiếp ấy, của kinh doanh ấy, thì còn bao nhiêu. Cái ông làm tài chính của doanh nghiệp thì phải tính là lợi nhuận thuần, và cái lợi nhuận mà trừ sau thuế trừ đi thì còn lợi nhuận là bao nhiêu. Nhưng cái ông làm nhân sự thì bắt buộc ông phải tính được lợi nhuận trên nhân sự. Mà muốn tính được lợi nhuận trên nhân sự thì bắt buộc ông ấy phải có một cái hệ tư duy là ông phải có một cái con số đo cái kết quả làm việc của nhân sự và quy ra tiền, quy ra tiền. Đấy. Và tất nhiên ông ấy sẽ đo tiếp là đo cái chi phí của nhân sự. Và tất nhiên câu chuyện khi đo chi phí của nhân sự thì ông cũng phải quy ra tiền. Vậy thì tiền họ làm ra trừ đi cái tiền họ mà mình phải trả thì cái này bằng lợi nhuận trên nhân sự. Vậy thì bất cứ anh chị em nào làm nhân sự đều phải quy đổi được câu chuyện này. Nhưng chúng ta sẽ gặp phải câu chuyện khó khăn là chúng ta bảo là đo cái kết quả làm việc họ và quy ra tiền thì thầy ơi khó quy lắm thầy ơi. Thì thưa các anh chị, không hề khó quy, vì lý do tôi lấy ví dụ, nếu anh chị làm nhân sự mà chúng ta thấy một tháng làm về tuyển dụng và một tháng chúng ta tuyển được có 5 nhân sự được. Mà như vậy mà tuyển 5 nhân sự, một cái anh làm nhân sự một tháng tuyển được có 5 nhân sự mà mình phải trả lương cho họ 10 triệu. Suy ra chi phí riêng cái phần tuyển dụng cho họ trong một nhân sự đã là 2 triệu. Cộng với chi phí chạy quảng cáo tuyển dụng, tôi gọi cho là mỗi nhân sự mất 500 đó là 2,5 triệu. Trong khi đó có khi mình order bên ngoài thì chỉ mất 1,5 triệu thì 2 triệu. Vậy rõ ràng có người về làm thuê nhưng mà chi phí thì nó lại tăng hơn là đi lao xong. Đây là một cái bài toán rất nhiều các doanh nghiệp phải tính. Vậy thì phải tính được tiền làm ra và tiền phải trả thì cái này nó ra được lợi nhuận. Vậy thì cái này, cái việc mà anh làm nhân sự thì anh ta phải ghi nhận được cái này. Nhưng nếu ghi nhận được cái này thì anh phải biết cách tối ưu nó. Vậy thưa các anh chị, tối ưu cái người mà giúp cho mỗi một lao động của mình họ phải làm ra được nhiều tiền hơn cho doanh nghiệp. Phải làm thế nào để họ làm ra nhiều tiền hơn cho mình? Và việc thứ hai là họ phải mình trả cho họ cũng cao hơn một chút, nhưng mà cái tốc độ cao của cái này nó thấp hơn cao của cái này thì cái lợi nhuận này nó cái gì ạ? Nó cái tăng. Và người ta gọi là gì ạ? Hiệu quả trong quản trị nhân sự. Đấy, thì bắt đầu tôi muốn chia sẻ với các anh chị những cái hướng dẫn chung nhất của một người làm nhân sự trong doanh nghiệp. Vậy thì từ đấy mà muốn làm cho họ làm hiệu quả hơn thì bắt đầu bắt buộc chúng ta phải bàn đến cái gì ạ? Bàn đến cơ cấu của tổ chức. Vậy thì chúng ta phải xây dựng cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp như thế nào để cho các anh này anh ấy vào anh ấy phát huy được
Và nếu xây dựng một cơ cấu tổ chức mà lại làm cho anh em nó không phát huy được cái năng lực sở trường của nó thì rõ ràng là chúng ta đang triệt tiêu cái tính hiệu quả của nhân sự. Cho nên cơ cấu tổ chức là cực kỳ quan trọng. Nhưng có cơ cấu tổ chức rồi, như vậy việc số 1 là chúng ta phải bàn về cơ cấu tổ chức. Việc thứ hai phải đáp đúng điểm, đúng người. Mà đúng người được thì cái mục thứ hai này là chúng ta phải học được, phải học những cái bài học là hiểu người khác. Nếu hiểu người rồi thì chúng ta phải làm gì? Làm được không ạ? Làm bài học đấy. Như vậy cái phần này là trong cái chương trình của chúng ta có phần thứ nhất, một là cơ cấu tổ chức, hai là nhận diện con người, ba là tuyển dụng con người để lắp học vào. Và cuối cùng nếu lắp được học vào rồi thì nó sang đến cái phần chi phí phải trả cho họ, thì nó đến cái phần gì ạ? Luật chơi. Luật chơi chính là gì ạ? Chính là tính lương, chính là tính lương thưởng đấy. Và nâng cao cái tầm quản trị nó liên quan đến cái nội quy, quy chế nó liên quan đến văn hóa. Và cuối cùng nữa là làm thế nào để cái biến này nó càng ngày càng rộng thì nó liên quan đến cái gì ạ? Cái quản trị hiệu quả. Thế thì trong cái bằng này, cái mục trong cái buổi chiều nay thì chúng ta ôm một bài mục là chúng ta chết tươi luôn, không thể nào làm được. Cho nên là tôi sẽ nói về mặt tư tưởng và tư duy nhiều hơn là hệ công cụ. Còn nếu mà giải quyết được hết cái bài toán nhân sự thì xin lỗi anh em đừng bảo ở đây là quá bêu, cho nên thầy nói theo kiểu thầy mơi. Nhưng mà rõ ràng là để vào hết cái này thì phải học hết 3-4 ngày cộng với nửa tháng online kích thước tay chỉ, nên nó nhọc lắm. Hôm nay chúng ta chỉ nghe cái phần tổng quan thôi, còn anh nào thông minh là đến đây là khởi được rồi, là về dùng được. Còn anh nào mà muốn biết kỹ hơn, ý nói là không thông minh đấy, thì là chúng ta phải học thì phải quay trở lại học chi tiết. Đây báo cáo anh là không ngờ thầy bảo là thầy mời ngay qua phễu, mặc dù cũng có thể là mời là nhá. Rồi bây giờ chúng ta sang cái phần đầu tiên là phần cơ cấu tổ chức.